A few moments later. Vừa mới hội đầu xong, mình đã về được 2 ngày rồi. Nhưng mà trong suốt 2 ngày qua mình kiểu cứ về quê rồi là đi thắp hương các thứ, cho nên là chưa có là một cái hôm nào nó có thể kiểu sạch sẽ, nhìn tươm tất mà quay video cho mọi người. Nên mình vừa mới hội đầu xong và bây giờ mình sẽ phải kiểu trang điểm qua một tí xíu để đi chụp ảnh, đi làm thẻ căn cước công dân. Ý là cái phòng ngủ của mình và bố mẹ mình đã sắp xếp. Và bây giờ phòng chỉ có ngoài cái giường ra chả có gì cả. Thật sự luôn, chỉ có cái giường, cái điều hòa, cái cửa sổ, nó phòng không có cái gì luôn. Cái điều hòa nó có ồn quá không mọi người? Để cho check lại. Nếu như mọi người nghe thấy cái tiếng phía sau là do cái điều hòa, nên mình không thể nào kiểu ngồi trang điểm mà không có điều hòa được. Ngày hôm nay á, thật sự là rửa mặt không tử tế, rồi là không có trang điểm gì cả, cứ đi ra đường ấy. Nên hôm nay mới được một bữa, bởi vì là phải đi chụp ảnh căn cước công dân, cho nên là làm tươm tất một tí xíu. Bố mình từ nãy tới giờ cứ bảo là con gái con gớm chuẩn bị nhanh chậm một tí. Rồi, người ta bình thường chuẩn bị mất 3 tiếng đồng hồ mà hôm nay chỉ xin đúng 1 tiếng đồng hồ để cho một tí trang mặt, kiểu trang điểm lên mặt ấy, là nhanh lắm rồi ấy. Mình nghe một số người bảo là nếu như bạn làm căn cước công dân ấy thì các bạn không được phép trang điểm và cũng không được đeo len hay là kiểu này nọ. Và các bạn lúc mà chụp ảnh là phải cho hết tóc ra phía sau, kiểu để mặt trần và lộ cả tai ấy. Giống như là các bạn chụp ảnh hộ chiếu ấy. Nhưng mà thật sự là nếu như mà để cho mấy cái chú công an ở chỗ đấy chụp ảnh cho thì thật sự là cái ảnh chắc chắn sẽ không ra gì rồi. Về được 2 hôm rồi mà hôm nay mới có thể ngồi lại nói chuyện với mọi người như thế này. Mà 2 ngày đầu khi mà mình về, cái sim của mình ngày trước nó bị khóa rồi, cho nên là mình phải đi mua cái sim mới. Khổ sở. Mọi người biết cái điều mình sợ nhất khi về Việt Nam là gì không? Là mình không còn nhớ cách đi xe máy nữa. Nhà không có gương. Không phải nhà không có gương, phòng không có gương. Mình nghĩ là mình sẽ chỉ che bớt cái khuyết điểm ở trên mặt, xong rồi là sẽ sửa cái lông mày một tí, xong rồi là chuốt mascara, xong rồi là mình sẽ bôi một cái lớp son cực kỳ nhẹ nhàng thôi. Bởi vì mình không biết chắc chắn là mình có đôi trang điểm khi mà chụp ảnh căn cước công dân hay không ấy. Mình tối hôm qua có hỏi bạn thì bạn mình bảo là có một số đứa nó trang điểm xong rồi là đi chụp ảnh căn cước công dân thì người ta bắt cái mấy bạn đấy phải xóa cái lớp trang điểm đi rồi mới cho chụp ấy. À đúng rồi, một lần nữa mình sẽ qua chỗ người quen của mình ngày xưa để xăm hình mới. Mình về Việt Nam thì kiểu mình có suy nghĩ là mình sẽ quay về cái chỗ cái anh người quen của mình, cái chỗ mà mình xăm hình xăm đầu tiên của mình để xăm hình mới. Thì nếu lát nữa có thời gian thì mình sẽ đi luôn. Bởi vì anh ấy bảo là cho dù anh có bận bao nhiêu thì anh cũng sẽ cố chèn lịch của em vào. Mình nhớ là mình có mang về một cái gương, không đến mức quá tệ nhưng mà cái sợi bã nhờn của mình nó hơi nhiều. Nhẹ nhàng thôi mọi người. Thật sự là đến đấy mà người ta bắt mình tẩy đi ấy thì buồn thật sự luôn. Mình sẽ không kẻ mắt mà chúng mình sẽ bay thẳng luôn vào mascara. Mọi người biết sao, bố của mình á siêu cute luôn. Kiểu bố mình bảo là nếu như mà đi chụp ảnh căn cước công dân ấy thì mặc áo sơ mi hoặc là áo có cổ các thứ. Thì mình mới bảo là mình chỉ mang một cái áo sơ mi về thôi, nhưng mà cái áo của mình nó nhăn lắm rồi. Thế là mình bố mình mới kiểu tao khổ mẹ lắm, kiểu gọi là chửi cho mình một trận, xong rồi là chửi cho mình một trận, xong rồi vẫn lên tầng lấy áo và sơ mi của mình xuống để là áo cho mình. Trời ơi, cái sự đáng yêu. Xong lúc đợi cái hàng lông bi bên này mình nó khô thì mình sẽ tìm xem là mình có một cái màu son nào nó kiểu chỉ hơi ửng chứ không quá lộ là mình bôi son ấy. Lâu lắm rồi mình mới make up cái kiểu nó tự nhiên như thế này. Nếu như các bạn muốn cần cái tutorial thì comment xuống phía dưới. Ok, xong rồi á. Nãy mình kẹp mascara trúng thịt cho nên là mình đang bị chảy nước mắt một tí, mong là nó không bị lem ra mascara và làm hỏng mất cái lớp mascara của mình. Mùa hè này mà các bạn đi ra đường á mà các bạn không xịt khóa trang điểm á là
thôi coi như là đi luôn, tạm biệt luôn. Cái bao nhiêu lớp trang điểm coi như là đi ra nắng bắt là tạm biệt luôn. Vậy là make up đi chụp thẻ căn cước công dân đã hoàn thành. Mình không nghĩ là ở đấy người ta cho quay video, nhưng mà nếu mà không có vấn đề gì cả thì mình sẽ nhờ bố mình quay cho, bởi vì là bố mình sẽ là người đưa mình đi ấy. Còn bây giờ thì mình sẽ phải thay đồ. Bố mình đã là áo trước cho mình rồi. Nhà ui, phải ngồi xuống dưới đất để trang điểm. Thì bây giờ mình sẽ đi xuống thay đồ và mình sẽ quay lại với mọi người khi mà mình đi chụp ảnh căn cước công dân, đi làm thẻ căn cước công dân. Chị người quen và mình sẽ chờ chị về và mình sẽ chờ chị đi ăn. Thật ra là tối nay chúng mình sẽ đi cà phê, mặc dù bố mình đã dặn mình là tối nay 6 giờ có mặt ở nhà để ăn cơm với bố mẹ, nhưng mà sau khi quay xong cái đoạn vlog này mình sẽ phải nhắn tin ngay cho bố bảo là tối nay con không về nhà và con đã có kèo đi chơi mất rồi. Few inches later. Bây giờ là 11 giờ đêm. Mình về nhà lúc 8 giờ. Và bây giờ bạn mình nó vừa alo đi ăn đêm. Nhưng mà vấn đề ở đây là bố mẹ mình từ không cho mình ra khỏi nhà giờ này. Bạn này mình vừa nghe thấy giọng bố mình xong thì mình đang suy nghĩ là mình không biết là có nên xuống xin phép bố mẹ đi ăn đêm hay không, hay là trốn đi. Để cho chắc ăn á, thì mình sẽ nói với bố mình trước một tiếng và mình sẽ bảo là mình đi một chút rồi mình về. Thì mình nghĩ là cái lúc mình về thì bố mẹ cũng ngủ rồi, bởi vì cơ bản là hôm qua mình đã đi đến 2 giờ sáng rồi. Day 3. Nãy ra khỏi nhà mà quên bảo mọi người, hiện tại nhân viên đang đi đổi tiền. Nhưng mà mình đang đi đưa mấy đôi giày của mình đi đánh ở cái chỗ này có tên là Keep Fresh ở Vinh. Nếu như mọi người muốn đi đánh giày thì qua chỗ này rất là chất lượng và có tiếng lâu năm. Thì sau khi gửi giày ở đây xong thì mình sẽ đi xăm hình mới, và tất nhiên là mình sẽ được một người đi chung với mình. Nhưng mà nhân viên sắp quay lại rồi cứu. Ở cái quán của anh này mình thích nhất là cái gương này. Trời ơi, nhìn nó hách dáng cực kỳ luôn. Xăm vị trí nào? Em nói Việt Nam lên lắm, tại phải. Bởi vì em trái à? Đúng rồi. Ở đấy á? Ừ. Làm xong xong với cái vẫn được á? Là... Thì vị trí nữa, thằng nhỏ quá. Em đã nói chỉ mong mà em chỉ hỏi có đau hay không thôi. Thôi đi. Nói cho đau tất nhiên là có, nhưng mà vô tư. Trong phạm vi chịu đựng được chứ. Để nhận lấy cái thân cái một bên cho đẹp. Thì anh nhận. Ok. Anh nói như là mấy tuổi hay? Em cũng nghĩ anh hơn 40 tuổi nhé. Nó chắc chắn là chưa. Chưa, nhưng mà khởi nữa. Thật á? Yes. Trời ơi, em đang rửa. Rồi em gọi là chủ thật luôn á. Tuy đừng ở thang này được. Thì bây giờ mình chuẩn bị đi tắm, nhưng mà mình nhớ là ngày xưa khi mà mình đi xăm ở chỗ anh này thì anh này thường sẽ cho mình mấy cái vị như thế này. Cái này là vitamin A và vitamin D. Thì khi mà các bạn bôi cái này thì nó sẽ làm lành vết thương, và đồng thời có một cái đặc điểm mà mình không biết là các bạn có biết hay không, đấy chính là khi mà các bạn bôi mấy cái này thì nó sẽ
chống nước cho cái hình xăm của mọi người khi mà mọi người đi tắm. Thì ngày hôm nay mọi người có thể nhìn thấy Trang có xăm một cái hình chữ Y. Nhưng mà cái anh này, anh ấy nhìn cái hình, nhìn cái font chữ mà mình muốn làm cho người, anh ấy vẽ thật trực tiếp lên tay của mình luôn. Và kiểu anh ấy vẽ lần đầu mình thấy rất là ok rồi, nên là mình đồng ý cho anh ấy xăm luôn, đỡ phải in lên giấy rồi là dán lên tay hay là sau xiên. Và nếu như mọi người nhớ thì Trang ngày xưa có xăm một cái hình cái cây rồi, nhưng mà bởi vì cái cây của Trang nó bị mờ màu mất, cho nên là anh ấy đã đồ lại cái cây cho Trang. Và anh ấy có tặng thêm một cái chi tiết ở phía dưới này, đấy chính là thay vì để cho cái phần thân cây nó bằng một phát thì anh ấy vẽ cho nó nhạt dần cái phía đuôi, mọi người có thể nhìn thấy ở đây. Ban nãy khi mà Trang đổ cái hình này thì cảm giác nó đau hơn ngày xưa rất là nhiều, nhưng mà tất nhiên vẫn trong nằm trong cái sự chịu đựng của mình được. Nhưng mà cái chỗ này ngày trước giả sử như mình đau tầm 6/10 chẳng hạn thì bây giờ nó đau tầm 8.5/10, còn cái hình trên này thì nó đau thật sự rồi. Và ở trên này mình xăm có một tí xíu ở đây thôi, máu nó chảy luôn đó mọi người. Tối nay mình có một cái hẹn đi chơi rồi, mình nghĩ là mình sẽ không quay vlog lại được, bởi vì cái này nó giống như là một buổi họp mặt lâu ngày, cho nên là chủ yếu mọi người sẽ ngồi nói chuyện với nhau thay vì là cầm điện thoại. Và kiểu mình cũng rất là ngại nếu như phải xin phép tất từng người một để quay vlog lại. Trang nghĩ là Trang sẽ chỉ đi tắm xong rồi là Trang sẽ sửa lại cái makeup một tí, chứ không có tẩy đi làm lại. Mặc dù cái makeup này Trang làm từ sáng giờ rồi nhưng mà lười lắm. Hello mọi người, nếu như mọi người thắc mắc là tại sao Trang nhìn như này thì tối qua Trang nhớ là Trang ăn cơm rồi, nhưng mà nghe bảo là nằm trong phòng điều hòa nhiều quá ấy, nằm cả đêm ấy, xong rồi đi ra bên ngoài rồi trời còn nắng to nữa thì sẽ rất là dễ bị tụt huyết áp. Thì tối qua Trang có ăn nhưng mà ăn rất là ít, xong rồi Trang về nhà Trang nằm ngủ, xong rồi vừa tỉnh dậy một phát là Trang thay đồ đi ra ngoài liền. Xong đang đến bưu điện ấy để có một số vài cái bưu phẩm mà Trang cần phải gửi đi, bởi vì người ta nhớ Trang cầm đồ từ Hàn về ấy. Thì sáng nay khi mà tỉnh dậy thì Trang có nói bố là Trang hơi đau đầu và hơi buồn nôn. Thì cái cảm giác buồn nôn đấy nó chỉ diễn ra trong vòng tầm 5 đến 10 giây, xong đấy Trang thấy bình thường thì Trang cũng không nghĩ gì nhiều. Xong rồi cái Trang đến bưu điện và Trang đang chờ để gửi đồ ấy thì đột nhiên kiểu Trang nôn khan, cảm giác là kiểu mọi thứ trong bụng nó đang kiểu trồi lên ý. Xong rồi Trang lập tức gọi điện cho bố, thì bố của Trang mới bảo là thế thì làm cho nhanh vào rồi còn về nhà nữa, đi về cẩn thận các thứ. Xong rồi Trang chỉ nhớ là lúc sau Trang kiểu cố bám vào cái tường để cho mình không bị ngã, bởi vì là tay chân của mình bắt đầu có cảm giác bị tê ấy. Xong rồi mình ngã lúc nào mình không biết luôn. Và mình chỉ nhớ là lúc đấy mình tỉnh dậy thì có rất là nhiều người bao xung quanh mình. Thì cái lúc mà mình mở mắt ra thì kiểu không có sức, kiểu người nó không có cử động được ý. Lúc mình chỉ có cái cảm giác là có một chị nào đấy đang nắn bóp tay cho mình, rồi là kiểu cố làm cho kiểu người mình đỡ lạnh hơn ý. Rồi là có một cô nào đấy, cô ấy lấy kẹo cho mình ăn. Và lúc đấy bởi vì là cái điện thoại của mình nó không có mật khẩu, cho nên là chị đã gọi điện cho bố mình, và bố mình đến thì có đưa mình về nhà và gọi bác sĩ đến truyền. Thì mình bây giờ phải nằm đây truyền hai chai, mình thấy đỡ rất là nhiều rồi sau khi ăn cái kẹo đấy, nhưng mà chắc là vẫn phải truyền hai chai, rồi ăn cái gì đấy tử tế, cho nên là mọi người nhớ cẩn thận nhé. Trang kiểu không muốn kết thúc cái video ở cái góc cạnh như này, nhưng mà cảm ơn mọi người đã xem hết cái vlog ngày hôm nay. Chúc mọi người một ngày tốt lành, và Trang sẽ hẹn gặp lại mọi người sau khi Trang đã khỏe hơn. Và Trang sẽ gặp lại mọi người trong các vlog tiếp theo, hành trình sang về nhà.